Manchester United đang ở trong một tình huống dần bớt khó xử hơn về tương lai của thủ môn Dean Henderson. Henderson chưa rõ tương lai. Thủ môn thuộc biên chế MU, Dean Henderson có hợp đồng cho mượn với Sheffield tới ngày 30 tháng 6 tới đây. Ban đầu, đây là thời điểm chắc chắn kết thúc mùa giải 2019-2020 và chàng trai 23 tuổi sẽ trở lại câu lạc bộ chủ quản. Nhưng có ai ngờ, đại dịch Covid-19 bùng phát khi bóng đá Anh ngưng trệ suốt 3 tháng trời. Henderson cùng Sheffield United đã thi đấu lại từ đêm ngày 17 tháng 6 với Aston Villa và bị cầm hòa 0-0. Hai ngày sau, MU làm khách trên sân Tottenham và cuộc đấu khá quan trọng trong một cuộc đua giữa cúp châu Âu và cũng hòa 1-1. Sau đó, Sheffield lại bất ngờ để thua Newcastle 3 bàn không gỡ. Họ mang hành trang rất tệ vào chuyến làm khách trước MU trên sân Old Trafford và không có gì bất ngờ khi Sheffield chịu thêm một trận thua 0-3 nữa. Trên bảng xếp hạng lúc này, Quỷ Đỏ đứng thứ 5 đã hơn bại tướng 5 điểm và chơi bằng trận thay vì 2 điểm và chơi hơn 1 trận như Premier League trước khi mới khởi tranh trở lại. Đó là trận đấu đặc biệt với Henderson khi anh không thể tham dự bởi ràng buộc trong hợp đồng cho mượn. Xem màn so tài ở Old Trafford, thủ môn này khó tránh được sự giằng xé cảm xúc. Một bên đã đào tạo Henderson từ thời niên thiếu và một bên anh đã khoác áo 2 năm qua, cùng nhau chinh phục các thành công ngoài mong đợi. Với thủ môn sinh năm 1997, trong khung gỗ, Sheffield đã về đích thứ 2 ở giải hạng nhất mùa 2018-2019 với chỉ 41 bàn thua sau 46 trận, ít nhất giải và giành vé trực tiếp lên Premier League. Mùa này Henderson vẫn bắt rất chắc tay, giúp The Blade nhận có 28 bàn thua sau 30 trận đã bắt trước khi ngồi ngoài trong trận gặp MU. Tại giải, chỉ duy nhất đội dẫn đầu Liverpool có thành tích tốt hơn thế là 21 bàn. Chứng kiến phong độ của Henderson, nhiều người đã kêu gọi huấn luyện viên Gareth Southgate trao suất bắt chính trên đội tuyển Anh cho thủ môn này trong bối cảnh Jordan Pickford mắc sai lầm ngày một nhiều. Euro năm 2020 đã bị hoãn lại một năm và câu chuyện này tạm lắng xuống. Nhưng Simon Moore, người dự bị cho Henderson ở Sheffield khẳng định sớm muộn gì, đây cũng là thủ thành số 1 của Tam Sư. Thiệt thòi lớn cho Sheffield là Henderson vắng mặt ở đại chiến với MU đêm 24 tháng 6. Theo hợp đồng đã ký, anh không được phép ra sân khi đụng câu lạc bộ chủ quản của mình. Không có chốt chặn đáng tin cậy, Sheffield đã để thua MU 0-3 và hy vọng dự Champions League cũng trở nên mù mịt. Tương lai về sau của Henderson đúng ra cũng không rõ ràng như hiện tại. Theo quy tắc, sau ngày 30 tháng 6, MU có quyền yêu cầu Sheffield nhãn người. Nhưng như chúng ta đã biết, mùa giải 2019-2020 không giống như thông thường. Các giải đấu tại Anh đã bị trì hoãn trong 3 tháng và trận đấu cuối cùng của mùa giải, chỉ tính các giải quốc nội dự kiến là diễn ra, sẽ là chung kết FA Cup vào ngày 1 tháng 8. Sheffield từng rất mong chờ một cái kết hoàn hảo cho mùa giải thần kỳ của mình. Đội bóng vùng Nam Yorkshire đặt mục tiêu vào top 4, chỉ ít cũng là vào top 5 Premier League trong trường hợp Man City bị cấm cửa giữa cúp châu Âu 2 năm và vô địch FA Cup. Họ từng xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League, rất sát top 5 và cũng từng đi tới tứ kết FA Cup gặp Arsenal trên sân nhà. Nếu như Sheffield không còn mục tiêu, họ cũng chẳng thiết tha giữ chân Henderson đến vậy. Vai trò của thủ môn này trong khung thành rồi tới cả hệ thống phòng ngự của The Blade là không nhỏ một chút nào. Thành công bất ngờ của Sheffield và Henderson có lúc đã đưa MU vào thế khó. Nếu đồng ý cho Sheffield giữ lại thủ môn 23 tuổi, Quỷ Đỏ coi như tiếp sức cho đối thủ tự thu hẹp cánh cửa vào top 4 hay chí ít là top 5 Premier League của mình. Nhưng chưa chắc việc từ chối Sheffield đã là hoàn toàn tốt đẹp. Điều đó có thể khiến cho Henderson thất vọng bởi anh đang rất mong muốn hoàn thành hành trình cùng với câu lạc bộ đang được cho mượn. Hơn nữa, một câu lạc bộ lớn như MU nếu hành xử không đẹp là đòi lại Henderson bất chấp khuyến nghị của FIFA, có thể khiến họ bị dư luận chế nhạo. Trong thời đại mạng xã hội phát triển, những điều tiếng là điều Quỷ Đỏ không hề muốn vướng phải. Các cuộc thảo luận giữa hai câu lạc bộ đã diễn ra trong nhiều tuần qua, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Dường như MU đang cố gắng câu giờ, chờ tới sau ngày 24 tháng 6 khi đối đầu trực tiếp với Sheffield để rõ ràng hơn về cục diện. Và giờ đây khi MU giành chiến thắng trước Sheffield trong trận cầu 6 điểm, họ cũng dễ dàng xử lý tình huống của Henderson hơn. Đội bóng vùng Nam Yorkshire sẽ gặp Tottenham vào ngày 3 tháng 7 tới. Và nếu gia hạn cho mượn, anh có thể cống hiến cho cả hai câu lạc bộ mình có quan hệ. Henderson ngày một được đánh giá cao hơn và MU hẳn cũng muốn. Đây là tương lai trong khung gỗ của mình. Tuy nhiên, trở lại ngay lúc này thì chưa chắc, vì đã có công thần David De Gea, mặc định được xem là thủ môn số 1 ngay cả khi đã mắc sai lầm không ít trong thời gian qua. Để Henderson chơi tiếp cho Sheffield và cùng họ chặn đứng các đối thủ trực tiếp như Tottenham, Wolverhampton, Leicester City hay Everton trong phần còn lại của Premier League sẽ hợp lý hơn. Nhà báo Mark Ogden của ESPN cho rằng MU sẽ lại để Henderson ra đi theo dạng cho mượn vào hè này. Sẽ thế nào nếu thủ thành người Anh bị ép trở lại Old Trafford khi chưa thỏa ước mơ về một mùa giải kỳ diệu cùng Sheffield?
Anh có suy nghĩ về chuyện tương tự lặp lại khi cho mượn và thậm chí là khả năng dứt tình với MU. Đó sẽ là những điều MU buộc phải nghĩ đến. Không còn quá khó khăn để đưa ra quyết định cho Henderson tiếp tục bắt ở Sheffield United.